Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nếp Chanh và mình là Nếp. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái trải bài dự đoán chung tổng quan tình hình tháng 9 và khía cạnh công việc và tình yêu dành cho các cung hoàng đạo. Và theo như kết quả bình chọn ở trên YouTube á, thì cái nhóm đầu tiên mà chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán tổng quan đó là nhóm đất, gồm có Market, Kim Ngưu và Sử Nữ. Và lưu ý với các bạn, bởi vì đây là trải bài chung cho nên nó có thể không hoàn toàn khớp với câu chuyện các bạn. Các bạn hãy đón nhận một cách chọn lọc và đón nhận những cái thông tin có liên quan hoặc là cởi mở. Nếu như có những cái thông tin nào các bạn cảm thấy nó không phù hợp thì đó có thể là câu chuyện của người khác. Và đừng đưa ra quyết định quan trọng nào dựa trên các trả bài chung. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau dự đoán cho nhóm đất nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cung Market. Xin chào các bạn Market, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn. Chúng ta hãy cùng xem trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm các bạn sẽ có những cái thay đổi hoặc là tiến triển như thế nào nha. Để mình dời xuống chút các bạn dễ thấy. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tình hình công việc trước ha. Đối với những bạn Market á, trong cái tháng 9 này á, thì mình cảm thấy á, là nếu mà có một số bạn nào mà các bạn có thể là đang ở trong cái tình huống mà công việc các bạn có những cái sự khó khăn á, thì có một cái dự đoán là những cái sự khó khăn đó, những cái sự giống như là khó khăn rồi mình cảm thấy là mình không có được người khác giúp đỡ, hay là mình cảm thấy đồng bọn của mình mình cảm thấy đồng nghiệp hoặc là những cái người làm chung hoặc là sếp đồ của mình á, họ có những cái hành xử nó không có được đẹp hoặc là nó không có được hỗ trợ cho mình á, thì những cái chuyện đó nó sẽ được giải tỏa, nó sẽ được thay đổi, nó sẽ có nhiều cái chuyển biến tốt đẹp ở trong cái tháng 9 này. Nhưng mà thật ra nói chuyển biến tốt đẹp á, nó cũng không hoàn toàn chính xác, mà chuyển biến ở đây á là chuyển biến theo cái hướng là gieo nhân nào gặt quả đó. Có nghĩa là nếu như trong cái khoảng thời gian trước và hiện tại các bạn cũng đang sống một cái cách rất là lương thiện nè, mình không có làm hại người khác, mình chỉ có tâm phòng ngừa thôi chứ không có tâm hại người, mình sống làm đúng những cái nhiệm vụ, những cái trách nhiệm của mình, thì cái quả mình nhận được á là nó sẽ tốt, nó sẽ rất là nó sẽ tốt hơn gấp nhiều lần so với những gì mà các bạn bỏ ra. Tuy nhiên á, nếu như mà các bạn có những cái việc làm mà mình xấu, mình làm với cái tâm thế nó không có được minh bạch, nó không có phải là để trợ giúp, để giúp đỡ người khác mà là để hại người khác á, thì rất là có khả năng là trong cái tháng này các bạn sẽ nhận lãnh hậu quả từ những cái việc đó. Và trong cái tháng này ha, mình thấy á là các bạn nếu như mà các bạn nên làm những cái việc nó theo cái hướng là minh bạch rõ ràng, có nghĩa là chúng ta nếu mà chúng ta cảm thấy cái việc đó mình không có quyền hạn để mình quyết định, mình không có cái giống như kiểu mình không có tự sáng tạo được á, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên làm theo những cái gì khuôn mẫu và các bạn nên trình rõ ràng, có nghĩa là mình nên tránh cái tình trạng mà tiền trảm hậu tấu á. Chúng ta phải nói rõ ràng ra những cái trình bày với cấp trên hoặc là với đồng nghiệp hoặc là những cái đối tượng lớn hơn mình hoặc là có liên quan về cái việc mà mình sẽ làm, về cái hành động mà mình sẽ làm. Và ở đây á, mình thấy là có một cái sự thật nào đó trong cái công việc của các bạn nó sẽ được bộc lộ, giống như là cái kiểu mà cái tháng 9 này nó nằm ở cái tình trạng là người nào như thế nào thì họ sẽ rõ ràng như thế, nó không còn là bàn thao lẫn lộn nữa. Ai mà thật sự là tốt, thật sự là có tình cảm với các bạn thì người đó sẽ hiện rõ ra. Còn ai mà có những cái ý định xấu, những người mà không có được rõ ràng minh bạch với các bạn á, hoặc là người ta trước mặt thì vui vẻ với các bạn nhưng mà sau lưng thì như thế này thế kia á, thì họ sẽ cũng sẽ hiện ra rõ. Và trong cái giây phút mà cái việc nó xuất hiện á, trong cái giây phút mà cái sự vụ này nó được phanh phui rõ như vậy á, thì mình thấy là có thể các bạn sẽ rất là buồn, các bạn sẽ rất là khó khăn vượt qua,
Các bạn sẽ cảm thấy là tại sao lại phản bội tôi, hoặc là tại sao lại làm vậy với tôi đối xử với cậu rất là tốt mà tại sao cậu lại có những cái hành động như vậy. Tuy nhiên ở đây mình vẫn nói là những cái gì mà đây là một cái tháng mà những cái kết quả của các bạn nó sẽ tương xứng với cái nỗ lực và cái sự giống như là cái thái độ sống của các bạn, cái nguồn năng lượng các bạn. Mặc dù thì tháng nào nó cũng sẽ mang cái tính nhân quả, nhưng mà cái tháng này giống như là nó không còn là cái tháng để các bạn nuôi cái cây nhân quả nữa, mà nó là một cái tháng mà cái cây nhân quả nó sẽ kết trái và các bạn sẽ nhận lãnh được đúng những cái gì mà nó phù hợp với các bạn. Và mình thấy, thật ra mình thấy ở đây cái nguồn năng lượng và cái việc mà các bạn sẽ có được những cái thông tin tốt đẹp đó, nó mạnh hơn rất là nhiều. Cho nên nếu mà chúng ta sống tốt thì chúng ta không có gì phải sợ cả, chúng ta không có gì phải lo lắng cả, cứ tiếp tục giữ vững cái quan điểm sống của mình, cứ tiếp tục giữ vững cái thái độ sống và mọi thứ tốt đẹp nó sẽ đến. Và có một yếu tố nữa là trong cái tháng này nè, đối với những cái công việc á, thì nếu mà các bạn cảm thấy cái linh tính các bạn nó mách bảo một cái điều gì đó, ví dụ thì giống như nãy mình nói là thông thường thì cái việc này các bạn làm vượt quyền trước cũng được, các bạn làm trước và báo sau cũng được, nhưng mà lần này á các bạn lại cảm thấy có gì nó cấn cấn, các bạn lại cảm thấy không yên tâm, các bạn cảm thấy có cái gì đó nó sai sai, thì đúng cái việc đó nó sai, bởi vì cái trực giác với bạn tháng này hoạt động rất là tốt. Và ví dụ như các bạn cảm thấy cái đối tác đó bấy lâu nay mình hợp tác rất là ổn, rất là ok, người này cũng tốt không có gì, nhưng mà tự nhiên cái lần hợp tác này mình lại cảm thấy mình còn phải thêm một số điều khoản, hoặc là mình cảm thấy là mình cần phải có một cái gì đó thêm, mình cần phải có một cái sự bảo đảm nào đó thêm, hoặc là bỗng nhiên mình cảm thấy không phù hợp hay như thế nào đó, thì những cái này nó ý muốn nói là cái trực giác của các bạn là đúng. Hoặc là mặc dù có thể là người này là đồng nghiệp thân thiết các bạn, nói là cái này là tôi sửa rồi đó, tôi kiểm tra hết rồi, mọi thứ đúng rồi, bây giờ cậu chỉ còn ký hoặc là trình xếp thôi. Thì ví dụ như bình thường mọi thứ nó vẫn như vậy, nhưng mà lần này các bạn lại cảm thấy là sao mình cảm thấy hơi lo lắng, mình bây giờ mình kiểm tra lại coi như thế nào. Thì các bạn nên kiểm tra. Nhìn chung thì cái tháng này nếu mà trực giác các bạn lên tiếng một cái điều đó thì các bạn hãy tin và hãy lắng nghe nó. Rồi cái tháng này thì mình thấy là nó có thể là nó có những cái khó khăn, như nãy mình nói, nó có những cái khó khăn, nó có những cái mà nó đặt mình vào một cái tình huống là mình phải dựa vào bản thân, mình chỉ có bản thân mình thôi. Thì mặc dù nó như vậy á, nhưng mà nó sẽ sớm kết thúc và các bạn sẽ nhận lãnh được đúng những cái gì mà nó là nhân quả cái hành động của các bạn. Cho nên cứ yên tâm, giống như kiểu mình không có làm gì sai, mình làm mọi thứ đều vì cái mục đích tốt, trong cái quyền hạn, trong cái bổn phận không hại ai hết, thì chắc chắn là cái kết quả sẽ tốt đẹp. Mặc dù có thể khoảng thời gian đầu nó hơi có khó khăn trong cái tháng này, nhưng mà kết thúc tháng là sẽ có rất là nhiều cái sự nổi trội nó xuất hiện. Và những cái bạn nào mà các bạn làm những cái công việc liên quan đến giấy tờ nè, luật pháp, hợp đồng các kiểu á, thì nếu mà các bạn đang đợi chờ một cái hợp đồng hay như thế nào đó, nói chung là cái tháng này mình cảm thấy các bạn sẽ có một cái gì đó dính dáng đến vấn đề pháp lý, dính dáng đến vấn đề giấy tờ ký tá cơ quan hành chính công quyền. Cho nên thành ra nếu mà các bạn có một cái yếu tố nào trong đó thì các bạn hãy cứ giống như là mình cẩn thận, mình chú ý một chút. Nhìn chung thì mình thấy là nó chỉ có sự xuất hiện cái yếu tố đó thôi, chứ nó cũng không có mang cái tính là sẽ có rắc rối gì nhiều đâu. Nhưng mà mình nên cẩn thận chú ý kiểm tra hết giấy tờ lại thì nó sẽ tốt với các bạn hơn. Về tình hình mà tiền bạc á, tài chính á, thì mình cũng không có nhận thấy một cái sự đột nhiên tăng, đột ngột tăng lên. Nhưng mà có khả năng thì về cuối tháng các bạn sẽ có được một khoản lương thưởng nào đó, hoặc là sẽ có được một khoản lương thưởng bất ngờ nào đó, tuy cái số không lớn, nó chỉ mang cái tính an ủi động viên thôi. Nhìn chung thì cái công việc của các bạn tháng này nó tương đối ổn định, nó sẽ chỉ có một số cái rắc rối thì chúng ta để ý một chút thì mọi chuyện nó sẽ suôn sẻ rồi. Ok, trong còn đối với cái tình cảm của các bạn market tháng này á, thì nói chung cái tình cảm này mình thấy hơi lạ là ở đây á, mình có cảm giác á, các bạn market tháng này nè, các bạn sẽ gặp một cái, các bạn sẽ gặp hoặc là các bạn được giới thiệu một cái đối tượng nào đó mới. Và cái đối tượng mới này rất là có khả năng họ sẽ liên quan nhiều đến trong cái khía cạnh công việc của các bạn. Hoặc ví dụ như các bạn còn đi học thì đó là khía cạnh trường lớp các bạn. Cái người này có thể là một cái người đồng đội, một cái người cộng sự, một cái đồng nghiệp của các bạn trong trong cuộc sống được giới thiệu với các bạn. Và cái nhân vật này mình cảm thấy họ cũng là một cái đối trọng tương đối là phù hợp với các bạn. Có nghĩa là cái người mà được giới thiệu họ cũng tương đồng về ví dụ khả năng, năng lực, hoặc là về các khía cạnh như ví dụ kiểu như là nhân sinh quan, thế giới quan, thì mình cũng thấy là hơi có rất là nhiều điểm tương đồng và nó ít chênh lệch. Tuy nhiên ở đây có một cảm giác là cái nhân vật này với bạn
nếu mà gọi là phải có một cái điểm chênh lệch gì đó thì cái điểm chênh lệch này nó sẽ nằm ở khía cạnh là cái quan điểm về thế giới tâm linh của họ với bạn nó không có giống nhau. Có thể cái người này là bản thân họ là một người hiểu về tâm linh, họ hiểu, họ biết, nhưng mà cái cuộc sống của họ, họ vẫn sống theo rất là duy vật, họ vẫn sống theo những cái nó rất là thường nhật, thường ngày. Thế giới vật chất này họ vẫn bám rất là chắc, và cái việc hoàn toàn không có nói là họ đúng hay họ sai nha. Mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn cái trải nghiệm của họ, cho nên họ trải nghiệm như thế này cũng không có gì là sai. Tuy nhiên có một vấn đề ở đây á, mặc dù hai bạn rất là thu hút nhau, mặc dù hai bạn mình cảm thấy là có những cái sự rung động, gặp nhau là có thể thích, hoặc là bạn cảm mến cái người này là họ quá là tài giỏi, hoặc là cái người này cũng cảm thấy bạn là quá là xuất sắc, nhưng mà ở đây cái nguồn năng lượng là mình lại cảm thấy là dạng giống như là gọi là sao thôi, giống như là hai cái nguồn năng lượng này nó lại hơi quá mạnh. Quá mạnh có nghĩa là nó là hai người mình cảm giác là hơi bị là đều là năng lượng dương. Ở đây mình cảm thấy có thể khía cạnh nó kiểu giống như là đều quá mạnh mẽ, không có người nào nhường bước á, giống như là sự xuất hiện của cùng một lúc hai mặt trời đó. Nó tạo cái cảm giác là cái mối quan hệ này nó mang nhiều cái tính, hơi mang nhiều cái tính thể hiện chút, hơi mang nhiều cái tính tranh đua chút. Và có một số trường hợp á, thì ở đây á, cái đối tượng các bạn là một người họ họ thích kiểm soát. Cũng không có phải gọi là quá cuồng thích kiểm soát đâu, nhưng mà là một người có trật tự nề nếp, có lề lối, có cái những cái điều luật, những cái luật lệ, những cái gì mà ràng buộc các bạn. Và mình thấy cái bạn market thì các bạn lại nằm ở khía cạnh là các bạn không có cảm thấy cần thiết mà mình phải núp dưới cánh đại bàng như vậy. Các bạn muốn có một khoảng trời riêng, các bạn muốn có một cái sự nghiệp riêng, mà các bạn muốn vùng bay ra khỏi cánh đại bàng đó. Cho nên nhìn chung ở đây là cái câu chuyện của một ông vua, tạm họ gọi cho vui vui ha, một ông vua đi tìm cái người hoàng hậu dịu dàng êm ái, rất là nghe lời, ở trong bếp núc, nhưng mà cuối cùng cái vị vua này lại tìm thấy một cái cô gái mà cũng là đầu đội trời chân đạp đất không kém, một cái cô gái mà có thể là một tướng lĩnh của một cái quân đội, hoặc là một cô gái có thể là nữ hoàng của một cái vương quốc nào đó khác, chứ không phải là những người phụ nữ hiền diện như mà ông ta nghĩ. Nhưng mà thật ra thì ông ta lại bị thu hút bởi cái người phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Và ở đây mình thấy thật ra có thể là cái này là về phía của các bạn market nhiều, cái việc các bạn cứ luôn không ngừng chứng tỏ cái giá trị của các bạn đó, luôn không ngừng là phải trở nên nổi bật, phải tỏa sáng đó, nó cũng bắt nguồn từ một cái tổn thương của quá khứ. Có thể là trong quá khứ các bạn có một cái mối quan hệ nào đó mà cái mối quan hệ đó nó khiến cho các bạn có những cái sự tổn thương về cái giá trị, và các bạn nghĩ rằng là bây giờ chỉ có chính mình đứng trên đôi chân của mình thôi, mình không tin ai nữa, giống như là thành một cái phiên bản đỡ tiêu cực hơn Lý Mạc Sầu đó. Kiểu gì một người đàn ông mà hận tất cả đàn ông trong thiên hạ thì cũng không đến mức độ đó, nhưng mà các bạn lại trở nên hơi bị cực đoan một chút trong cái việc mà đề cao cái bản thân mình, nó hơi hơi quá một chút, để các bạn chi lấp bớt những cái sự đau khổ, những cái yếu mềm, những cái mặt mềm mại ở bên trong cái con người của mình, thì nó bắt nguồn có thể một phần là từ cái cảm xúc xưa cũ, những cái tổn thương xưa cũ, rồi những cái mối quan hệ trước. Thì ở đây mình thấy là cái đối tượng này á, thì đối với cái tương tác này như mình nói á, nó quá là hai cái thực thể mà chói sáng gặp nhau, cho nên mình chưa có cảm nhận một cách rõ ràng các bạn sẽ có một cái mối quan hệ nào đó nó kiểu nó công khai, nó chính thức. Có thể các bạn vẫn sẽ trong cái trạng thái thả thính, thử thách qua lại, người này nhử người kia đớp, dụng từ nó nghe hơi ghê nhưng mà kiểu giống như là có những cái sự cạnh tranh qua lại, và nó sẽ hơi hơi mang cái hơi xu hướng cạnh tranh, và nó mang hơi hơi cái xu hướng là đôi bạn cùng tiến, đồng nghiệp cùng tiến, đồng nghiệp cùng xuất sắc, nó sẽ mang nhiều cái xu hướng đó. Tuy nhiên mình vẫn phải đánh giá là cái mối quan hệ này á, là các bạn đang gặp một người gọi là có thể dùng cái từ là kỳ phùng địch thủ á, một cái người mà các bạn có thể trông đợi vào một cái mối quan hệ rất là rực rỡ với cái đối tượng này, và những cái cảm xúc, những cái tình cảm của hai bạn với nhau á, là nó là thật, nó thật sự là có tồn tại. Cho nên mình thấy thì nó cũng là một cái mối quan hệ nó vui, một cái mối quan hệ nó thú vị, và bởi vì chúng ta chỉ coi trong phạm vi có một tháng thôi, cho nên những cái việc về sau thì nó sẽ còn rất là nhiều cái thứ đáng mong đợi hơn. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn market trong tháng 9 này. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tuần bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trái bài sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với các bạn Kim Ngưu đi.
Xin chào các bạn Kim Ngô, đây là trải bài dự đoán tổng quan về tình hình công việc và tình cảm của các bạn trong tháng 9. Chúng ta hãy cùng xem coi các bạn Kim Ngô tháng này như thế nào nha. Ok, các bạn Kim Ngô đợi mình một chút, mình sẽ rút cho các bạn thêm hai lá nữa. Ok, đối với các bạn Kim Ngưu trong cái tháng này á, thì mình thấy cái câu chuyện của các bạn nó như thế này. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề công việc trước đi ha. Thật ra các bạn Kim Ngưu á, là một cái nhân vật mà mình thấy là có khả năng. Ví dụ như các bạn đang muốn làm một công việc gì đó đi, các bạn đang muốn làm một cái vị trí nào đó, các bạn đang muốn nộp đơn xin việc, các bạn đang muốn cạnh tranh, hay là thật ra các bạn đang làm một công việc gì đó cũng vậy. Các bạn có khả năng và các bạn có năng lực trong cái công việc này. Tuy nhiên mình thấy là các bạn Kim Ngưu có một cái cảm giác là các bạn hơi bị tự ti, các bạn hơi không có được đánh giá đúng cái năng lực và cái khả năng của các bạn, cho nên thành ra nhiều khi có khả năng là các bạn sẽ bỏ qua khá là nhiều cái cơ hội tốt. Và cái cơ hội này giống như là các bạn chỉ cần vươn tay ra thôi, hoặc là các bạn chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là các bạn sẽ lấy được cái cơ hội này liền, nhưng mà các bạn lại không có làm, bởi vì các bạn sợ là chắc là mình không đủ tốt đâu, bây giờ mình làm thì nó sẽ không được, bây giờ mình hợp đơn làm gì người ta cũng sẽ cười mình thôi, mình làm gì có năng lực như thế này thế kia. Thì thật ra câu trả lời của mình đây thì các bạn Kim Ngu á, là các bạn có khả năng và các bạn có năng lực, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Và cái việc của các bạn bây giờ là các bạn phải bước ra khỏi cái vùng an toàn các bạn, các bạn phải bước ra khỏi những cái gì mà tự ti, những cái gì mà nó tiêu cực về chính bản thân các bạn. Và cái công việc của các bạn á, trong cái tháng này á, nó hầu như là nó nằm mà gọi là nó tùy vào các bạn á, nó tùy vào cái việc là các bạn có dám tiến lên hay không, các bạn có dám khẳng định mình hay không, có dám cất tiếng nói của mình với thế giới hay không. Cái việc mà chúng ta có thành công trong công việc hay không á, nó phải bắt nguồn đầu tiên từ cái việc là chúng ta dám khẳng định là chúng ta muốn cái gì, chúng ta dám khẳng định với thế giới tôi là ai và tôi sẽ đem lại cái giá trị gì cho cái thế giới này. Và các bạn Kim Ngưu trong cái tụ này á, thì mình thấy là các bạn sẽ có thể tỏa sáng hơn nữa, các bạn sẽ có thể có những cái thành tựu tốt hơn, to lớn hơn nữa trong cái sự nghiệp các bạn, nếu như mà các bạn dám can đảm bước ra ngoài cái vòng an toàn của mình. Ví dụ như công ty hoặc là đề xuất một cái dự án nào đó mới và kêu các bạn lead team, thì mình nghĩ là các bạn nên nhận lãnh vị trí lãnh đạo đó, các bạn nên nhận lãnh, các bạn nên nắm lấy những cái cơ hội nào mà nó được đưa đến các bạn. Và mặc dù có thể cái cơ hội đó nó trông hơi cao, hoặc là các bạn có thể nộp đơn một cái công ty, một cái vị trí mà có thể nó hơi cao, đó là hơi cao so với đánh giá các bạn nha, chứ mình thấy các bạn hoàn toàn có đủ cái năng lực để các bạn có thể làm trong cái công việc này, và các bạn sẽ tỏa sáng rất là rực rỡ một khi mà các bạn biết được giá trị các bạn ở đâu. Nếu như các bạn Kim Ngưu mà nằm trong cái trường hợp các bạn đi xin việc trong cái tháng này á, thì mình thấy ở đây cái lời khuyên của mình cho các bạn là hãy rực rỡ lên, hãy ăn mặc cho nó chỉnh chu, sạch đẹp, rực rỡ, phải tự tin lên. Và cái sự nét đẹp của các bạn á, từ bên trong tâm hồn các bạn á, nó sẽ khiến cho các bạn trở nên rất là xinh đẹp, rất là thu hút trong cái ánh nhìn của người khác. Chúng ta không cần phải giống như một cái hoa hậu, một người hoa hậu, một người nam vương thì chúng ta mới thu hút. Cái sự thu hút nó bắt nguồn từ cái năng lượng ở bên trong các bạn, từ cái trái tim các bạn. Cho nên á, các bạn có thể trông rất là bình thường, nhưng mà các bạn vẫn có thể rất rất là thu hút. Cho nên thành ra đây là cái bài học về cái sự tự tin, về cái sự cố gắng,
vượt qua được những cái bóng tối, những cái sự lo sợ của chính các bạn. Đối với những bạn nào mà các bạn đang trông chờ một cái tin tức gì đó, thì mình thấy là cái tin tức này nó sẽ xuất hiện ở tháng 9 này, nó sẽ có những cái sự hồi đáp, và mình thấy khả năng là cái sự hồi đáp này là một cái hồi đáp tốt. Với những kim ngưu mà đang có công việc và không có cái gì mà nó biến động xảy ra, thì mình thấy sắp tới các bạn sẽ có thể tương đối bận, tương đối bận rộn, nhiều dự án, nhiều kế hoạch, và có thể là các bạn sẽ tham dự nhiều cái buổi tiệc chẳng hạn, có nhiều cái cơ hội chúng ta đến những cái nhiều cái thuyên chuyển công tác hoặc là đổi team, có những cái vị trí khác. Thì mình thấy là các bạn nếu mà cảm thấy xem xét ok thì có thể nắm lấy cái cơ hội này, nó sẽ tốt cho các bạn. Ok, mình thấy thì cái tháng này nó cũng sẽ không hứa hẹn gì nhiều về cái vấn đề tài chính đâu. Mình thấy chủ yếu nó nói về cái vấn đề là cái liệu các bạn có dám bùng nổ để nắm lấy cái cơ hội để có thể có những cái bước phát triển cao hơn trong sự nghiệp hay không. Ok, còn kim ngưu tháng này về cái vấn đề tình cảm á, thì ở đây mình thấy ha, nếu mà những bạn nào mà các bạn đang có những cái mong muốn quan trọng, ví dụ như là muốn nâng cấp cái mối quan hệ các bạn lên thêm một bước nữa, muốn nâng cấp cái tình trạng á, ví dụ như là hiện tại các bạn muốn chính thức có một mối quan hệ này, hay là từ chính thức các bạn muốn là cam kết lâu hơn với nhau, dài hơn với nhau, thì mình thấy là được. Ok, các bạn đã tìm thấy một cái người mà gọi là phù hợp và là tri kỷ của các bạn, là mình thấy khá là tốt. Nói chung là cái có một bộ phận lớn kim ngưu cái tháng này á, là mình thấy là cái chuyện tình cảm của các bạn sẽ tốt và các bạn có thể tiến những cái bước dài hơn với nhau, sẽ không có vấn đề gì đâu. Các bạn tận hưởng một cái khoảng thời gian mà vui vẻ, là có thể là có những cái cuộc hẹn hò nó hào hứng hả, gọi là nói chung mình có thấy nó vui lắm, và có thể bước đầu là đưa về ra mắt cha mẹ nè, hoặc là đưa ra mắt bạn bè, có những cái sự công khai lớn hơn, cam kết lớn hơn là chúng tôi là của nhau, chúng tôi thuộc về nhau và muốn có những cái bước xây dựng lâu dài với nhau hơn. Tuy nhiên ở đây á, mình cũng thấy có một cái khía cạnh đó, là nếu mà những người kim ngưu nào ha, những người kim ngưu nào mà các bạn có một cái sự nghi ngờ cái đối tượng các bạn, nếu mà mối quan hệ các bạn bình thường thì không có gì phải nói cả, mối quan hệ bạn bình thường mày tin tưởng đối phương thì không có gì phải nói ha. Ở đây mình nói là có một số kim ngưu mà các bạn bỗng dưng cảm thấy nghi ngờ, bỗng dưng cảm thấy có những cái gì mà nó không có được bình thường ở cái đối phương các bạn á, thì ở đây á mình thấy là cái sự nghi ngờ đó của các bạn là đúng. Tuy nhiên á, cái sự nghi ngờ này á, nó không có bắt nguồn, ở đây hiện tại thì mình không thấy là nó bắt nguồn từ cái việc có người khác, ví dụ như có người thứ ba hay như thế nào thế kia, nhưng mà nó bắt nguồn từ cái việc cái người này có thể họ có cái bí mật đó họ chưa có nói ra, họ có một cái gì đó che giấu các bạn về quá khứ của họ. Bởi vì á, trong cái thâm tâm họ biết nếu mà họ nói ra cái vấn đề này á, thì hai bạn sẽ dẫn đến cái kết quả là bị xung đột. Có thể cái này nó liên quan trực tiếp đến cái nhân sinh quan, thế giới quan của các bạn đi. Ví dụ như trong hai người có một người là muốn là kết hôn xong là có con liền, nhưng mà trong đó có một người là không muốn cái chuyện đó, muốn mình tiếp tục cái cuộc sống là thế giới hai người tự do, không muốn người ràng buộc, hoặc là muốn bạn muốn là cái người này công khai bạn với mọi người, nhưng mà cái người này là không có muốn công khai bạn với người khác, với bạn bè của họ. Thì cái này nó nằm ở khía cạnh là nó có sự khác biệt ở trong cái nhân sinh quan, trong cái nhận định, và cho nên cái người này họ biết nếu mà nói ra thì bạn sẽ không có chịu, cho nên có thể là họ có những cái sự cứ do dự từ chối, cứ tìm kế hoãn binh mãi với cái vấn đề này, thì có thể thật sự là cái vấn đề này là nó tồn tại. Thì ở đây á, mình thấy á, là cái đối tượng này của các bạn là họ cũng thương các bạn, họ cũng có tình cảm với các bạn. Tuy nhiên là trong bản thân họ có những cái vấn đề đó, ví dụ như là đằng sau một cái người không công khai người yêu có thể là có những cái lý do nào đó chẳng hạn, hoặc là đằng sau một cái người mà họ không có sinh con, không muốn sinh con thì có thể là một cái lý do, ví dụ như gia đình họ không có trọn vẹn, hay là họ có một cái tổn thương nào đó về quá khứ, về gia đình. Thì cái này mình nghĩ nó là một cái cơ hội để hai bạn có thể ngồi nói chuyện, trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn. Và cái người này thì mình thấy họ cũng là một người rất là quan trọng trong cái hành trình cuộc sống các bạn. Mình không có nói là hai bạn có thể hay không thể đi đến nhau đến cuối cùng, nhưng mà đây là một cái nhân vật có thể giúp cho bạn nhận ra được rất là nhiều điều trong cái cuộc sống và trong chính bản thân các bạn. Cho nên về cuối cùng thì hãy nhớ là cái điều duy nhất có thật đó là tình yêu. Và cái người này thật sự là họ yêu thương các bạn. Và trong những cái việc gì mà chúng ta làm hoặc là những cái lời mà chúng ta nói ra, cái cách chúng ta giải quyết vấn đề á, chúng ta hãy dừng lại một chút để chúng ta có thể suy nghĩ là nếu như là tình yêu thì tình yêu sẽ làm gì,
Bởi vì cái điều duy nhất có thật trong đời này chỉ là tình yêu thôi. Tất cả những cái việc khác đó, tất cả những cái sự nói dối hoặc là che giấu này kia đó, nó đều bắt nguồn từ nỗi sợ. Và khi mà các bạn soi chiếu tình yêu vào trong nỗi sợ thì cái nỗi sợ đó nó sẽ được chữa lành, những cái tổn thương đó nó sẽ được giảm bớt, và có thể là chúng ta sẽ có một cái câu chuyện nào đó lâu dài với nhau hơn. Còn đối với những bạn kia ngu mà các bạn hoàn toàn chưa chưa có đối tượng nào thì mình cũng không có nhìn thấy một cái xu hướng rõ ràng nào ở đây là các bạn sẽ tiếp tục có đối tượng. Cho nên hai cái trường hợp của các bạn đó, thì các bạn hãy suy nghĩ xem mình ở cái trường hợp nào. Nếu như đối phương các bạn mà không có gì hết, các bạn cảm thấy mọi thứ ok hết thì đừng nghi ngờ lung tung tội nghiệp người ta ha. Còn nếu mà có thật sự có cái vấn đề gì đó thì tất cả mọi thứ đời này chúng ta đều có thể giải quyết được, không có cái gì là không thể giải quyết được hết. Ok, đó là những gì mà mình nhìn thấy dành cho các bạn Kim Ngưu. Mình chúc các bạn may mắn, hy vọng là mang đến được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự nữ. Xin chào các bạn sử nữ, chào mừng các bạn đã đến với trải bài dự đoán tổng quan về tình hình tháng 9 dành cho các bạn cả về công việc lẫn chuyện tình cảm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện các bạn nó như thế nào nha. Đối với các bạn sử nữ thì mình thấy tháng này các bạn có thể sẽ gọi là sao, có thể các bạn sẽ phải giao thiệp với hơi nhiều người, có nghĩa là nói chung là mình thấy cũng khá là hay nhé, bởi vì các bạn sử nữ và ở đây các bạn có hẳn một lá The Hermit. The Hermit là sử nữ, đại diện cho sử nữ. Ok, nhưng mà nói chung là chúng ta sẽ nói tiếp, đó là cái tháng này có thể nó rơi vào cái tình huống mình cảm thấy như thế này. Các bạn vì một cái lý do nào đó, chẳng hạn với lý do cá nhân khó chịu bực bội như thế nào đó, các bạn hơi hơi muốn có xu hướng làm bạn làm việc một mình. Các bạn có những cái sự làm việc độc lập, các bạn có những cái sự tự chủ trong công việc, nhưng mà vì nhiều nguyên nhân các bạn sẽ phải giao tiếp với hơi nhiều người trong cái tháng này. Và mình thấy những cái người này có thể trở thành những cái cộng sự hoặc là sếp trực tiếp các bạn, mà các bạn sẽ có hơi bị nhiều cái va chạm với họ hơn. Mình phải làm việc phải có những cái sự trao đổi nhiều hơn. Và trong cái tháng này á, mình cảm thấy là nó hơi khó khăn cho sử nữ á, bởi vì hai cái đối tượng mà các bạn có thêm một hai trong số nhiều cái đối tượng mà các bạn làm á, họ sẽ mang những cái đặc tính ví dụ như là họ lúc nào cũng nhanh 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 nhanh, cái gì cũng phải nhanh lên hối thế này hối thế kia, rồi làm cho rối tung beng lên, rồi xong cuối cùng rối lại lại ngồi lại, xong quay qua các bạn hỏi là giờ mình phải làm gì. Ví dụ vậy, họ chỉ là lo những cái hình thức bên ngoài, không có chăm chút tiểu tiết, lúc nào cũng kiểu như là trời ơi mấy cái tiểu tiết này thì cứ đại 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 đi, miễn sao tổng quan được là được. Nhưng mà cuối cùng á, chính cái tiểu tiết đó là lại làm không không có thành công cái dự án đó, và họ lại phải quay qua và các bạn lại phải tiếp tục là giúp đỡ họ. Còn một cái đối tượng nữa thì cái làm cái gì cũng là kiểu như là tình cảm, làm cái gì cũng chỉ tình cảm, hoặc là họ khá là kiểu như là bạn nói với họ là cái người đồng sự của tôi á sếp, cái người đồng sự đó họ không có làm việc được, bây giờ tôi thấy là giờ tôi làm một mình, sếp cử cậu ta qua cái việc khác hoặc là sếp cắt cậu ta khỏi cái dự án này đi. Thì có thể cái người sếp này nói với các bạn là thôi tội nghiệp nó như thế này như thế kia, đồng sự của cậu nó như thế này như thế kia, gia đình khó khăn rồi mẹ già yếu rồi các kiểu bị phân tâm. Nói chung là một cái người mà sẽ hơi bị đối xử mình cảm thấy hơi có cái tính là cảm tính. Cảm tính ở đây, họ không có được cái nét rạch ròi như là những gì mà sử nữ mong muốn. Không hẳn là họ hoàn toàn là dở hay là họ hoàn toàn là đối xử bằng tình cảm, không có coi sử nữ ra gì, nhưng mà kiểu như là họ không có được cái sự rạch ròi như sử nữ muốn, họ không có được cái sự quyết đoán như sử nữ muốn. Ở đây là mình cảm thấy cái kiểu như vậy á. Và trong cái tháng này mình cảm thấy có thể là sử nữ sẽ phải làm việc hơi bị nhiều, làm việc nhiều nhưng mà kiểu làm việc và trí óc rất là nhiều, có thể phải khiến các bạn nghĩ ra những cái ý tưởng như thế này thế kia, phải làm kiểu như thế này thế kia, làm kiểu mới kiểu sáng tạo, phải luôn suy nghĩ không ngừng. Và sử nữ
cảm thấy hơi bị đuối. Cho nên mình thấy cái tháng này á, các bạn có đến có thể đến thành thời gian mà dành thời gian được ở một mình á, thì có thể là dành thời gian một mình càng nhiều càng tốt, để mình có thể cân bằng lại bản thân. Đằng sau những sau khi mà mình phải tiếp xúc với quá nhiều người, quá nhiều cái sự bực bội, quá nhiều cái sự không thoải mái á, thì mình có thể có một khoảng thời gian mình cân bằng lại những cái yếu tố đó. Và ở đây mình thấy ha, mặc dù có thể là nó có nhiều khó khăn, nó có nhiều cái thử thách, nhưng mà những cái kế hoạch, những cái dự định của sổ nữ á, trong cái tháng 9 này khả năng thành công rất là lớn. Ở đây các bạn có một hẳn một cái lá thành công này. Mặc dù thì nhìn cái quá trình thành công nó cũng hơi gian nan á, nhìn cái quá trình nó cũng hơi mệt mỏi á, nhưng mà các bạn sẽ thành công, các bạn sẽ có một cái hứa hẹn rất là tốt đẹp về tương lai. Các bạn nên có cái tinh thần là chúng ta có thể bị ném vào những cái tình huống mà nó bất ngờ nè, đòi hỏi chúng ta phải phản ứng nhanh, hoặc là ném chúng ta vào những cái tình huống mà bây giờ nếu mà chúng ta làm thẳng tay á thì chúng ta sẽ làm mất lòng người khác, nhưng mà nếu mà chúng ta làm không thẳng tay á thì chúng ta lại có cái thiệt thòi là dự án nó không có chạy. Các bạn có thể bị đưa vào những cái tình huống nó hơi khó xử, những cái tình huống khiến các bạn có thể không được thoải mái, nhưng mà cái kết quả, cái hứa hẹn thì mình thấy nó lớn. Có thể là cái sự thành công không chỉ về vấn đề mà danh tiếng hoặc là cái nhiệm vụ nó hoàn thành, mà còn có thể thành công về cái vấn đề tiền bạc nữa. Cho nên ở đây thì chúng ta cố lên, cố gắng. Ok, còn về vấn đề công việc á, thì mình thấy ở đây có hai trường hợp ha. Trường hợp thứ nhất là các bạn sử nữ nào mà các bạn đang ở trong một cái mối quan hệ mà các bạn cảm thấy nó không được lành mạnh, thậm chí là các bạn có thể đã thoát khỏi cái mối quan hệ này rồi á, và các bạn cảm thấy không có được thoải mái lắm sau cái mối quan hệ này, thì các bạn có nhiều cái sự tổn thương về chính bản thân mình, tổn thương về giá trị bản thân á, các bạn không có biết nên làm gì bây giờ. Thì cái câu trả lời đây á, là các bạn, việc thứ nhất á, là các bạn nên quay lại và yêu thương bản thân các bạn. Yêu thương bản thân nó có rất là nhiều cách. Ví dụ như các bạn thôi tự hành hạ mình bằng cách không ăn, không uống, không ngủ các kiểu. Các bạn hãy dành thời gian làm những cái gì các bạn thích, ăn những cái thứ các bạn thích, ở bên cạnh những cái người khiến các bạn thoải mái, chiều chuộng bản thân mình một chút, và phải nhìn nhận một cách tích cực lên là trong cái câu chuyện đó, nó nói chung là chúng ta không phải là có đủ tốt hay không, mà mình nghĩ rằng hãy hỏi là chúng ta có hoàn toàn thật sự là phù hợp với nhau hay không. Đôi khi cái chuyện đó rất là bình thường. Các bạn khi các bạn bắt đầu tiếp xúc với nhau á, thì các bạn tiếp xúc đầu tiên là các bạn tiếp xúc 10% con người thật của nhau, rồi 20% con người thật của nhau. Thì ví dụ như khi các bạn tiếp xúc đến 50% con người thật của hai người, các bạn cảm thấy phù hợp, nhưng mà đến 60% chúng ta không hợp nữa, chúng ta có một số quan điểm nó trái, thì như thế là chúng ta tách nhau ra, nó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Mình thấy á, các bạn có thể dành thời gian đi dạo chơi với bạn bè, nói chuyện với bạn bè, để bạn bè chia sẻ lên các bạn những cái điều này, nó sẽ tốt cho các bạn hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ cảm thấy mình có giá trị, các bạn sẽ cảm thấy mình còn có những cái sự kết nối khác. Các bạn không chỉ có một cái mối quan hệ này để tồn tại, để sống, để định danh mình, mà các bạn có rất là nhiều mối quan hệ khác, những cái người thật sự yêu thương các bạn, dành thời gian cho các bạn và phù hợp tốt cho cái sự phát triển các bạn. Và cái mối quan hệ của bạn với cái người trước kết thúc đó là một cái chuyện nó hoàn toàn là hợp lý. Dùng cái từ hợp lý thì có nghĩa hơi đau lòng, nhưng mà nó là đến cái lúc mà đã kết thúc, để các bạn học một cái bài học về cái giá trị bản thân các bạn, về cái việc là mình không thể ép những cái thứ nó không thuộc về nhau ở bên nhau được. Có rất là nhiều cái sự mâu thuẫn ở đây, và các bạn ở với nhau á, rất là nhiều cái điều khó chịu, những cái nó không có thật sự là hoàn toàn xuất phát từ cái trái tim, và những cái sự thu hút đó, nó có thể nó rất là nhiều từ cái mặt vật lý, từ cái mặt thể xác, bề ngoài của các bạn. Nên thành ra nó là một cái mối quan hệ mà về lâu về dài nó sẽ không có tốt cho cái sự phát triển các bạn. Cho nên đó, các bạn rồi sẽ gặp một cái người khác phù hợp hơn, rồi sẽ gặp một cái đối tượng khác, họ cho các bạn nhiều cái trải nghiệm nó thoải mái và nó tốt cho cái sự phát triển các bạn hơn. Cứ trước mắt bây giờ cứ yêu quý bản thân mình, cứ làm việc với bản thân mình nhiều hơn cái đã. Còn đối với một số cái sự nữ khác thì mình không rõ lắm, nhưng mà trong cái tháng 9 này á, thì cái ở đây các bạn có nhiều lá số 9 quá nè. Thường á, mình thấy cái lá số 9 nó giống như là nói chung là đối với cái cảm quan của mình trong cái trải này thôi á, thì mình thấy á, là ở đây á, trong cái chuyện tình cảm, nếu các bạn có một cái mong muốn gì đó, cái mong muốn đó khả năng thành sự thật khá là lớn. Ví dụ như các bạn mong muốn có người yêu, các bạn mong muốn là mối quan hệ mình nó sẽ tốt hơn, hoặc là các bạn mong muốn ví dụ như là mình với người yêu mình có thể có một cái cơ hội để chúng ta gọi là chúng ta đi du lịch với nhau, hoặc là chúng ta có nhiều thời gian hơn cho nhau, thì những cái mong muốn của bạn trong chuyện tình yêu đó, nó có khả năng thành sự thật rất là lớn. Và các bạn cứ hãy tiếp tục lạc quan, hãy tiếp tục
tin tưởng vào những cái khả năng tất cả mọi thứ nó có thể xảy ra trong vũ trụ này hết á, khả năng của chúng ta sẽ không bao giờ bị giới hạn. Cho nên thành ra hãy cứ tiếp tục tin tưởng vào cái điều đó. Ở đây các bạn có 9 cốc, các bạn có The Star thì khả năng rất là nhiều là các bạn kiểu giống như mình nói cho mình có cảm giác là điều ước thành sự thật á, kiểu như vậy. Cho nên các bạn thường á thì ví dụ như trong cái công việc mình quá nát rồi, mình quá mệt mỏi, thì thường trong cái chuyện tình cảm mình sẽ có nhiều cái bước thăng hoa, mình sẽ có nhiều cái sự kiểu giống như là thỏa mãn hơn về cái vấn đề tình cảm, để cho cái năng lượng các bạn nó có những cái sự cân bằng. Thì ở đây mình thấy nếu các bạn có cái mong muốn nào đó trong việc tình cảm thì cứ hãy tiếp tục ước, hãy cứ tiếp tục hy vọng chờ đợi và những cái việc này nó sẽ thành hiện thực. Ok, đó là những gì mình thấy dành cho các bạn sử nữ. Mình hy vọng là mang được những cái thông tin có ích dành cho các bạn. Mình chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tụ bài và hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài sau. Tạm biệt.